Em mang đến quý anh chị ơi, chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Thì hôm qua em có quay ba cái căn hộ ở tòa CT3 này quý anh chị, thuộc phố Điểm Chung nè. Thì hôm nay em sẽ gửi đến cho quý chị một căn nữa nha, nhưng mà căn này thì là căn full nội thất chứ không phải là nội thất cơ bản như ba căn hôm qua nha. Thì căn hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị là tầng số 10 nha quý anh chị, căn tầng số 10, căn cũng căn số 10 luôn. Thì em giới thiệu sơ lại vị trí em đứng nha, là thuộc tòa CT3 khu đô thị Vĩnh Điểm Trung. Thì CT3 là một cái tòa chung cư do chủ đầu tư là VCN họ xây nha quý anh chị. Thì họ xây dựng cái tòa này là họ bàn giao vào tháng 10 năm ngoái là 2022. Đó, thì dự kiến là trong cuối năm nay là tháng 10 sẽ có sổ cho mình nha quý anh chị. Đó. Thì tòa này được xây dựng trên cái diện tích đất là gần 1 hectare là quý anh chị. Đó. Đó. Ở dưới thì gồm có tòa căn hộ phía trên, ở dưới tầng 5 là có khu vui chơi dành cho trẻ em và có sân hồ bơi nữa, có hồ bơi nữa. Ở tầng 3 sẽ là khu vực để xe ô tô, xe máy. Đó. Thì xíu em xem xuống cho em quay cái khu vực đó cho quý anh chị xem. Đó, bên kia chính giữa khu đô thị mình sẽ là một cái khu vực đó là hồ bơi. Không phải, đó là cái hồ nước, đó là hồ nước điều hòa. Đó, hồ nước để làm mát cho khu đô thị mình, và xung quanh nó sẽ là một cái công viên để mình có thể đi bộ, mình tập thể dục khu vực đó. Và khu đô thị mình thì là thuộc khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, thì nó cách biển là 4 km thôi. Và khu đô thị Vĩnh Điểm Trung là do chủ đầu tư VCN tòa làm, cho nên là vừa có chung cư, vừa có căn hộ, vừa có nhà phố, biệt thự đồ. Khu này thì diện tích lên tới 36 hectare. Thì ở đây khu đô thị này thì mình ở đây thì mình tiện ích bao la quý anh chị, như là ở dưới đường cái tòa này thì xây ở trên mặt tiền đường 19 tháng 5, thì tòa 19 đường 19 tháng 5 thì sẽ có siêu thị Go, rồi bệnh viện đa khoa tỉnh, rồi dưới kia có trường liên cấp quốc tế. Nói chung ở đây thì quý chị ở đây thì bao la tiện ích luôn. Đó. Và không để chờ quý chị đợi lâu thì em sẽ quay cho quý chị xem căn hộ hôm nay nha. Thì căn này thì có tổng diện tích là 75 mét vuông. 75 mét vuông, hai phòng ngủ, hai vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Đó, thì khu vực em đứng đây là thuộc cái phòng khách của mình nha quý anh chị. Còn cái chỗ em đây là cái lô gia, cái lô gia chứ không phải với cái ban công nha, cái lô gia, cái lan can này chủ tư người ta xây cũng rất là cao rồi quý anh chị, rất là chắc chắn luôn. Và hướng chính là hướng hướng cái hướng ban công là hướng tây bắc, còn cái hướng cửa là hướng đông nam nha quý anh chị. Đó, thì nhà mình thì gia chủ họ đã trang bị đầy đủ nội thất cho mình luôn, mình vô đây chỉ có ở thôi. Với lại tòa này mới có bàn giao cho nên là nội thất còn rất là mới, tương đối mới luôn quý anh chị, hơn 90%. Đó, thì phòng mình thiết kế kiểu hiện đại nè, liền kề phòng khách sẽ là khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực bàn ăn. Đó, thì em quay tới đây em quay cho quý chị xem coi cái khu vực phòng khách của mình nè. Đây khu vực phòng khách của mình đây thì gia chủ đã trang bị sẵn trang bộ nội thất đầy đủ, như là sàn á, là sàn ốp gỗ, sàn là sàn gỗ. Đó, thì khu vực đây là khu vực tivi, kệ tivi cũng là bằng gỗ đó, mà gọi là âm cho tường là quý chị, không có chân. Rồi sẵn tivi đó, cửa ban công thì có rèm đầy đủ nha. Đó, cửa là cửa ra vào là cửa nhôm sinh pha, cửa lùa. Rồi bộ bộ bàn ghế sofa nệm rất là đẹp luôn, cái màu đây là màu xanh đậm. Đây là bức tranh gia đình, ở trên là thạch cao, trần thạch cao, rồi chạy chỉ đèn led đồ rất đẹp. Rồi khu vực không gian phòng bếp đó thì gia chủ làm cái bộ bếp nè, quý anh chị thấy đẹp không? Phía trên là tủ bếp dưới nè, rồi ở trên thì kệ tủ bếp trên đó, rất là đẹp luôn. Rồi ở đây thì gia chủ có trang bị sẵn cho mình một cái tủ lạnh hai cửa, hiệu không có hiệu là mất tiêu rồi. Đây cái hiệu đây quý anh chị đó, dòng điện inverter bảo hành 12 năm, tiết kiệm điện, siêu tiết kiệm điện luôn. Đó, tủ lạnh rất đẹp. Còn đây khu vực cái cửa ra vào của mình ha, thì cửa ra vào hướng hướng cửa là hướng đông nam nha quý anh chị. Đó, thì nội thất đầy đủ luôn. Đó, như ở chỗ này mình có cái bàn đảo nè. Đó, hoặc là bàn ăn và thiết kế dạng bàn đảo quý anh chị. Đó, 4 ghế, có lót nệm, mặt đá hoa cương. Rồi. Đây thì gia chủ cũng trang bị sẵn cho mình nội thất đầy đủ ha. Đó, bếp từ
này chỉ thiếu mỗi cái máy hút mùi thôi nha. Quý chị mua về lắp thêm máy hút mùi vô ha. Bên kia có máy tủ rất là nhiều luôn. Rồi thì ngay chỗ cái cửa ra vào thì mình sẽ có một cái tủ để những cái túi sách, giày dép. Đó. Các chị mà cần một cái tủ lớn để mình để những cái túi sách, giày dép thì cái tủ này thì rất là cực kỳ phù hợp luôn ha. Còn cái cửa ra vào này thì sử dụng cửa gỗ dạng cửa chống cháy nè. Rồi cửa này thì mình vừa có thể mở bằng cơ vừa mở quẹt bằng quẹt thẻ ha. Này quý chị rất là thông minh luôn. Này, vừa mở bằng cơ vừa mở quẹt thẻ và mở bằng vân tay nữa nè. Đó. Rồi đây là hệ thống CB tổng nhà mình. Rồi đây là camera để ai mà vô nhà mình thì mình sẽ có camera để mình phát hiện được ai thì cần vô nhà mình thì mình sẽ mở cửa ha. Này có cái gương dành cho chị em trước khi ra khỏi phòng thì mình sẽ chỉnh trang y phục ở trong cái gương này ha. Rồi thì cả phòng mình thì đây, ốp bằng sàn gỗ nha quý anh chị, gỗ đó tự nhiên. Thì mình sẽ có hai phòng ngủ thì em sẽ quay cái phòng master đầu tiên, bởi vì phòng master sẽ có một cái nhà vệ sinh bên trong đó, với nội thất là công năng đầy đủ. Đây thì đây sẽ là cái phòng ngủ master, thì có cái cửa hướng này là sẽ là hướng tây bắc luôn đó. Cửa hướng tây bắc, tây bắc thì hướng rất là mát quý anh chị, hướng này không có nóng gì hết nha. Đó thì gia chủ cũng trang bị sẵn cho mình là cái giường này là giường gỗ này, giường gỗ phía dưới cái giường này có cái giường thông minh, có cái ngăn phía dưới nữa đó. Đó. Đầy đủ nội thất cho mình luôn nha. Đó, trong kia có cái tủ nhỏ nữa nè. Đó, cửa. Ở trong này cũng có cái tủ nữa. Đó, cửa ra vào cũng sử dụng là hệ cửa gỗ rất là xịn sò. Có cái cây hít, hít cửa. Ở trong này thì chỗ này là khu vực để thay đồ. Thì gia chủ cũng trang bị cho mình một cái cửa, cái tủ rất là lớn luôn quý chị. Cái tủ rất là lớn. Ở bên này thì có mấy cái cách ngăn, mình mấy cái kệ để mình có thể để những cái mỹ phẩm, túi sách lên ha. Đó. Còn đây sẽ là khu vực cái nhà vệ sinh của mình ha. Thì nhà vệ sinh của mình thì sẽ có là cái vách ngăn kính nha. Cái vách ngăn kính thì cái chút là mình tắm ở trong thì nó không có bị văng nước ra ngoài. Rồi lavabo rửa tay. Cái mặt đây. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Màu, cái màu của cái này vừa khích cùng với cái màu gạch ốp tường luôn. Nó ốp rồi ốp cao quý anh chị, ốp tầng trần rất là sạch sẽ. Đó. Làm bồ rửa tay rồi xong cái bồn cầu. Đó. Cửa cũng sử dụng cửa này cũng là cửa gỗ luôn nha quý anh chị. Ở trong này có cái kệ để những cái mỹ phẩm vô trong. Rất là đẹp luôn. Rồi xong bây giờ mình sẽ đi qua khu vực cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai của mình đây nha. Đó, phòng ngủ thứ hai. Phòng này thì diện tích nó nhỏ hơn cái phòng master một tí nhưng mà cũng tương đối rộng. Đó, trang bị đầy đủ máy lạnh ha. Trang trụ đầy đủ máy lạnh không? Có cái tủ. Cửa cũng là cửa hướng tây bắc này. Cửa. Dòng sinh pha. Hai lớp rèm luôn. Đó, cái kia thì gia chủ cũng trang bị cho mình cái tủ rất là lớn luôn ha. Tủ kéo ra kéo vô. Đó. Bên đây cũng có mấy cái kệ để mình có thể để rất là nhiều đồ này. Rồi, mình sẽ có một cái nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung cũng tương đối rộng. Đó, cũng có vách ngăn kính. Đó. Đầy đủ công năng, đầy đủ nội thất luôn, không thiếu gì hết. Rồi căn này thì gia chủ đang chào bán với giá là 2 tỷ mốt cho quý anh chị, 2 tỷ mốt cho một căn tại CT3 đang đợi cấp sổ cho quý anh chị. Hiện tại thì đang giao dịch hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, tầm 2-3 tháng nữa có sổ thôi nha quý anh chị, quý anh chị an tâm nha. Mình mua ở đây là có giấy bảo lãnh của ngân hàng hết nha quý anh chị.
Đó thì nhà mình sẽ có một cái chỗ để mình giặt đồ này, em quên quay nè. Đó, cái khu vực lô gia để mình giặt đồ, có chỗ phơi đồ đàng hoàng nha. Phơi đồ, chỗ để mấy cái cục nóng máy lạnh, móc phơi đồ này. Rồi chỗ này có máy giặt. Đó. Máy giặt. Này là cái mình này, mình kéo xuống là mình quay cái này thì cái này nó sẽ hạ xuống để mình có thể móc phơi đồ lên. Đó. Khu vực đứng rất là mát quý anh chị, giống như cái ban công vậy đó. Đó. Đây là chủ đầu tư người ta trang bị sẵn cho mình mấy cái lan can, mấy cái thanh sắt để ngăn rất là cao luôn quý chị. Đứng đây ngắm nè, đó, trời sắp mưa rồi. Bên kia luôn là thông qua bên khu vực phòng khách của mình luôn nha quý anh chị. À, quý anh chị thứ hai nhớ đây video đăng ký kênh ủng hộ em nha. Quý anh chị chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha quý anh chị. À, quý anh chị đi muốn đi xem thực tế để thương lượng với chủ thì alo cho em dẫn quý anh chị đi xem nha. Em cảm ơn quý anh chị nha và hẹn gặp lại quý anh chị mình và những cái video tiếp theo của em ạ. À. Đây, bây giờ thì em sẽ quay khu vực thang máy rồi đi xuống dưới dùng cái gì xem nha. Đó là khu vực thang máy tầng 10 của mình. Bên kia là khu vực mở cửa ra, vô trong đó mình đổ rác trong đó ha. Trong đó sẽ có khu vực để rác riêng, thì hàng ngày sẽ có người lên dọn rác cho mình. Cho nên ở đây thì rất là sạch sẽ và an ninh đâu quý anh chị. Đó. Khu vực này rất là sạch sẽ an ninh luôn. À, quý anh chị thích khu vực này không? À, để lại bình luận phía dưới nha. Rồi. Bây giờ em sẽ xuống khu vực lái xe. Đây là các khu vực tầng 3 và các khu vực là để xe máy và ô tô nha quý anh chị, bãi đậu xe đây. Đó thì khi quý anh chị ở đây thì mình sẽ đăng ký để mình để xe xe vô trong đây ha. Thì ô tô thì hình như là 900 ngàn. Còn xe máy thì còn xe máy thì khoảng 90 ngàn ha. Còn em thì không phải cư dân ở đây cho nên là em phải quẹt thẻ này và đóng tiền. Giờ em sẽ chạy xe xuống dưới. Khu vực này thì là nằm ở tầng 3 cho nên là ở đây thì lũ lụt cỡ nào cũng không bao giờ sợ hư xe của mình ha. Rất là tiện. Đó, cái sảnh xe máy của cái sảnh xe tầng 3 này để xe này rất là rộng quý anh chị. Rộng thênh thang luôn. Cái khu vực rất là rộng luôn quý anh chị. Rộng bao la. Quên đây rồi. Em đi mấy lần mà em vẫn có quên cái đường ra. Đi ra theo hướng này, hướng mũi tên chỉ ra. Sẽ sổ dốc đi xuống dốc đây. Xuống dốc nha. Video này là hơi dài bởi vì em quay tới ba cái lận. Đó là quý anh chị lựa chọn nha. Để em chạy xe. Giữ xe lấy tiền anh. Rồi. Đây em vừa mới ra chỗ đó quý anh chị đó, mình đã vô trong đây bảo vệ chốt chặn chỗ này đó. Và mình nè ở phía dưới đây là mình sẽ có quán cà phê nè, quán nhậu nè. Quay cho quý anh chị xem nha, dưới đây mình có quán cà phê nè, quán ăn đồ đầy đủ, dưới đây thì rất nhiều lắm quý anh chị đó, như là quán bia, quán nhậu tùm lum hết, chương gà, phở gà, quán cà phê Trung Nguyên nữa nè. Bên kia là siêu thị Châu ha, thị Châu nội thất nhập khẩu công ty nội thất và quán nhậu tiếp. Đó, gà rồi tùm lum quán hết. Đây chính là khu phố ẩm thực của Nha Trang vậy, rất là nhiều các cửa hàng kinh doanh buôn bán luôn, nên có bán phở gà nữa nè. Sinh tố này tiện ích, thấy giờ quý chị thấy xuống này là quý chị đâu cần phải đi chợ, đi dưới đây đủ thứ khoáng hết, đi bộ xuống đây đi nhậu đi về lại. Còn kia sẽ là nút giao Ngọc Hội đi về trung tâm thành phố nha. Đó, chỗ đó đang làm nhưng mà mới thông cái tuyến đi qua bên 2 tháng 10 rồi.
mình về biển thì tầm 5 km thôi. Thôi, quý chị quan tâm 3 căn hộ này và muốn mua để ở hoặc để đầu tư, sau này mình cho thuê lại thì alo cho em nha. Đó, siêu thị Râu nè quý anh chị. Đó, quý chị quan tâm căn nào thì alo cho em nha. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video này của em nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị mình và những cái video tiếp theo của em ạ.